Ok, thưa các bạn, ở đây mình có cái đầu từ của Sony. Đầu từ này là đầu từ 9mm nhé. Có nghĩa là, giải thích với các bạn 9mm luôn. Có nghĩa là khoảng cách từ cái lỗ ốc này này cho đến cái đỉnh đỉnh của cái mặt đầu từ nhé, không phải là đỉnh hai cái trụ lên này đâu. Đỉnh của cái mặt đầu từ đến cái ốc này nó là 9mm nhé. Đó. Ok. Hai cái cực này sẽ là hai cực đấu chung nhau này. Bốn cực còn lại sẽ là bốn cái cực này. Ok.
Ok, mình sẽ chỉnh nha. Đi chung một